Một ngày làm việc như bao ngày khác, những chuyên viên phòng tổ chức cán bộ đang hoàn thành những công việc cuối cùng của kế hoạch tuyển dụng năm 2021. Công việc hàng ngày với những văn bản, hồ sơ, giấy tờ đòi hỏi những con người làm việc nơi đây với tâm huyết phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lòng yêu công việc, sự tận tâm, phương pháp làm việc khoa học, thực hiện đúng quy định pháp luật. Công việc tưởng chừng khô khan, thầm lặng đó lại vô cùng có ý nghĩa cho việc bắt đầu sự nghiệp của mỗi thành viên trong bệnh viện. Ngay từ những ngày đầu thành lập bệnh viện, ngày 24 tháng 6 năm 1957, phòng tổ chức cán bộ đã được thành lập với chức năng tham mưu cho giám đốc thực hiện các nhiệm vụ công tác cán bộ, công tác lao động và tiền lương, công tác thi đua, khen thưởng và bảo vệ chính trị nội bộ. Năm 1998, do yêu cầu, tổ hành chính thuộc phòng hành chính quản trị được sát nhập vào phòng tổ chức cán bộ và đổi tên thành phòng tổ chức hành chính, thực hiện thêm nhiệm vụ hành chính, văn thư lưu trữ, bảo vệ an ninh trật tự. Đến năm 2003, phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển bệnh viện, bộ phận hành chính được tách chuyển về lại phòng hành chính quản trị. Từ đó cho đến nay, phòng trở lại là phòng tổ chức cán bộ. Phòng tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện, với tầm nhìn là đơn vị chuyên nghiệp về công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện. Phát triển nguồn nhân lực bao gồm cả về số lượng và chất lượng. Số lượng nhân lực đã đáp ứng với quy mô phát triển của bệnh viện và phù hợp với vị trí việc làm. Cho đến thời điểm này, chất lượng nguồn nhân lực thể hiện bệnh viện đã có một đội ngũ chuyên gia. Cùng với phát triển các kỹ thuật chuyên môn, bệnh viện ngày một đáp ứng tốt nhất trong công tác khám chữa bệnh. Trải qua 65 năm hình thành và phát triển của bệnh viện, phòng đã không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra, trong đó có hai sứ mệnh quan trọng. 1. Tham mưu trong công tác phát triển nguồn nhân lực. 2. Thực hiện đúng đầy đủ chế độ chính sách cho viên chức người lao động. Để làm tốt công tác phát triển nguồn nhân lực, căn cứ quy chế tổ chức của bệnh viện và đề án vị trí việc làm đã được xây dựng từ các đơn vị và được phê duyệt của bệnh viện. Phòng tổ chức cán bộ đã lập kế hoạch tổ chức bộ máy thành lập những đơn vị mới, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức tuyển dụng nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện. Công tác quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, hàng năm rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo bệnh viện và các khoa, phòng, trung tâm. Thực hiện quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ cấp bệnh viện và cấp khoa, phòng, đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định, đúng quy trình. Phối hợp cùng các đơn vị cử cán bộ tham gia đào tạo và đào tạo lại theo đúng kế hoạch của năm, đào tạo mới viên chức, đào tạo lại 100% cán bộ viên chức. Hoàn thành việc báo cáo nghiên cứu khảo sát như chính sách tiền lương và thu nhập, báo cáo thống kê chất lượng, viên chức, người lao động, báo cáo tổng hợp chức danh nghề nghiệp viên chức. Phòng đã tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên trong bệnh viện như chế độ tiền lương, phụ cấp, giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc, chuyển công tác. Phối hợp làm chế độ bệnh nghề nghiệp, tiến hành các thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề, tiến hành các thủ tục cho viên chức đi công tác, học tập tại nước ngoài theo đúng quy định. Phòng tổ chức cán bộ là đầu mối các phong trào thi đua khen thưởng của bệnh viện, của ngành, Bộ Y tế và các tổ chức chính trị xã hội nhà nước. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trung tâm. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan. Phối hợp với các đoàn thể, quần chúng, tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ. Vì những cống hiến và thành tích đạt được, phòng tổ chức cán bộ đã vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều năm liên tục nhận bằng khen của Bộ Y tế về công tác cán bộ và tập thể lao động xuất sắc. Tiếp nối truyền thống của những thế hệ Bệnh viện Phổi Trung ương nói chung, phòng tổ chức cán bộ nói riêng với giá trị cốt lõi. 1. Duy trì và phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. 2. Tạo dựng, giữ gìn niềm tin của đồng nghiệp. 3. Đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm dựa trên đạo đức nghề nghiệp. Mỗi thành viên phòng tổ chức cán bộ tận tụy và trách nhiệm đã làm việc để hoàn thành công việc một cách tốt nhất, có mục tiêu phấn đấu kế hoạch đề ra và hạnh phúc khi đến bệnh viện. Những thành công của mỗi con người trong phòng là những bông hoa chúc mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập bệnh viện.